Rồi bây giờ chúng ta tiếp tục quay trở về cái ví dụ. Chúng ta sẽ xem xét một ví dụ. Cứ xem xét ví dụ thì thầy muốn nhấn mạnh lại về cái phần mà các bạn phải nắm được cái khái niệm. Hello, các bạn nghe thầy nói nhỉ? Có. Các bạn phải nắm được cái khái niệm đó là cái khoảng ghép sát giả định. Còn nguyên lý của phương pháp giải tích này nó chính là gì? Chúng ta giả định đấy hai cái dây chuyền này nó ghép sát thế hạn, hai cái phân đoạn đầu tiên. Chúng ta sẽ tìm các khoảng ghép sát giả định ở những phân đoạn còn lại. Thế thì khoảng ghép sát nó chính là gì? Giữa hai phân đoạn tại một cái giữa hai dây chuyền tại một cái phân đoạn nào đó thì nó chính là gì? Cái khoảng thời gian được đo bằng khoảng cách giữa cái thời điểm bắt đầu của cái dây chuyền liền sau trừ đi cái thời điểm kết thúc của cái dây chuyền liền trước tại phân đoạn chúng ta đang xét. Ví dụ ở đây thì có là gì? Tại phân đoạn 3 thì cái thời điểm bắt đầu của dây chuyền sau là tại cái ngày này, đúng không? Nhưng thời điểm kết của cái dây chuyền liền trước cũng tại phân đoạn 3 đấy, nó là cái điểm ở đây. Vậy thì cái khoảng ghép sát giả định giữa hai cái dây chuyền thầy cứ gọi 1 và 2 đi cho dễ. 1 và 2 này, này tại phân đoạn 3 nó sẽ chính bằng là gì? Bằng 1. Tương tự như vậy để tính cho các đoạn còn lại. Nhưng chúng ta không thể đi lần hết tất cả các cái phân đoạn được. Không thì là hết tất cả phân đoạn được, nhưng ta có thể là gì đã gọi là phương pháp giải tích rồi thì chúng ta có thể là gì tính theo các công thức toán học. Công thức toán học ở đây thì để người ta tính như thế nào, thế thì các bạn tưởng tượng rằng là gì thầy đã giả định cái hai cái dây chuyền 1 và 2 này nó ghép sát thế hạn phân đoạn đầu tiên. Vậy thì bây giờ thầy cứ tính từ phân đoạn đầu tiên đi. Thế thì thầy có là cái dây chuyền số 2 này này thì cái điểm này này, đúng không? Điểm này thì thầy tính là sự đang xét tại phân đoạn 3. Không? Thì cái điểm này thầy có thể tính theo công thức này, trong đó cái số hạn bên trái này này nó chính là thể hiện cái dây chuyền liền sau, còn cái số hạn bên phải này nó chính là thể hiện cái dây chuyền liền trước. Cái dây chuyền liền sau là những dây chuyền liền trước, số hạn của dây chuyền liền trước này có ý nghĩa như nào? Thì cái tổng này nó chính là cái khoảng cách từ điểm này đến điểm này, hay nói cách khác là gì? Nó là tổng nhịp của cái dây chuyền liền sau tại các cái phân đoạn liền trước cái phân đoạn chúng ta đang xét, đúng không nhỉ? Ví dụ ở đây là gì? Nó chính là tổng nhịp của cái dây chuyền số 2 tại phân đoạn 1 và phân đoạn 2 trước cái phân đoạn 3 mà chúng ta đang xét, đúng không? Thì chúng ta tính được cái số hạng này nó chính là khoảng cách từ điểm này đến điểm này trên hình chiếu ngang, hình chiếu bằng ở dưới này, không, nó chính là điểm này, điểm này, được chưa? Thế còn cái số hạng này nó chính là tổng của các cái nhịp, tổng các nhịp của dây chuyền liền trước tính từ phân đoạn thứ hai đến phân đoạn chúng ta đang xét. Thế thì ví dụ ở đây thì sẽ có là gì? Cái số hạng thứ hai này này là gì? Nó sẽ chính bằng nhịp của cái dây chuyền đầu tiên từ phân đoạn 2, đúng không? Từ phân đoạn 2 ở đây đến phân đoạn mà chúng ta đang xét là phân đoạn 3, chính là khoảng cách này. Thầy có thể vẽ này, hình số 1 nó chính là khoảng này. Còn số hạng bên trái nó chính là khoảng màu xanh này, còn số hạng bên phải nó chính là khoảng này, tức là từ điểm này đến điểm này, được chưa nhỉ? Đấy, các bạn hiểu về thầy nguyên lý là như vậy. Và chúng ta sẽ áp dụng công thức này cho các cái phân đoạn tiếp theo và cho các cái dây chuyền tiếp theo, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ xem xét một cái ví dụ. Giả sử bây giờ thầy có một cái bảng số liệu dây chuyền. Thông thường khi mà cho số liệu dây chuyền bao giờ người ta cũng hay cho cái dạng bảng như này, nó có cột, có các cột và hàng, đúng không? Các cái hàng này thì nó tương ứng là gì? Các dây chuyền ở đây chúng ta có tất cả 4 dây chuyền, được chưa? Cả 4 dây chuyền và 12 phân đoạn, đúng không? Z là phân đoạn, còn Y nó là dây chuyền, đúng không? Thế thì ở đây thầy có tất cả 4 dây chuyền và 12 phân đoạn. 4 dây chuyền là và các cái số ở mỗi ô này này nó chính là nhịp của các dây chuyền ở từng phân đoạn. Ví dụ như ở đây thầy có là gì? Nhịp của dây chuyền thứ nhất tại phân đoạn 1 bằng 1, nhịp của dây chuyền thứ nhất tại phân đoạn 5 thì bằng 2, nhịp của dây chuyền 2 tại phân đoạn 7 bằng 1. Chúng ta có TIG đấy, đúng không? Ví dụ như ở đây thầy có là gì? T11 này thì bằng 1, T12 thì bằng 2, T22 thì bằng 1. Đấy, kiểu ý là như thế. Trong đó Y là dây chuyền và Z nó là
số phân đoạn, thấy chưa nha. Thế thì đối với và cái phương pháp mà giải thích này thì các bạn làm cho thầy từng bước như sau, từng với ví dụ này. Đầu tiên thì cái này ở trong sách giáo trình các bạn có đúng không? Các bạn có sách giáo trình của cái phần này không? Các bạn đã có hết sách giáo trình chưa? Alo, alo. Ở trang bao nhiêu thầy ạ? Nó là trang 96. Mở được chưa? Alo, mở được chưa nhỉ? Dạ em mở được rồi ạ. Ừ, nó là trang 96. Còn nếu mà các bạn nào không có thì đây để gửi cho các bạn cái bài giảng để các bạn tập cũng được. Điện đây đây là thầy có gửi cho các bạn cái bài giảng của cái môn này qua cái ô chat ấy, trên Zoom ấy, các bạn mở vào cái phần chat ấy, các bạn nhìn thấy chưa nhỉ? Các bạn có thể đào về. Alo, các bạn có thấy cái file mà thầy vừa up lên không? Trong phần Có chat ấy. Rồi các bạn đào cái đấy về. Nhá. Thế thì trong cái đấy thì các bạn mở, trước hết là dùng cho cái bài này thì các bạn có thể mở cho thầy cái bài cái chương 4 ấy, sơ đồ mà. Được chưa? Mở chương 4 cái sơ đồ mà các bạn kéo đến cái bài mà thầy trò mình đang 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 làm ở đây. À, xin lỗi, dây chuyền, quên, chương 3. Đây, như là trong slide thầy gửi cho các bạn thì thầy không theo cái ví dụ không sao, đấy là cái tài liệu để các bạn ôn tập không nhá. Thế còn là bài tập này thì chúng ta xem nó cũng là bài tập thể lý trong sách giáo trình thôi, các bạn có sách giáo trình rồi thì mở cái trang 96 ra thôi, kết hợp vừa xem ở trong sách giáo trình vừa nghe thầy nói ở trên bảng trên trên slide này. Thế thì các bạn mở được trong cái giáo trình ra trên này. Ờ, mời em nghe được ạ. Rồi đúng không? Thế thì thầy có cái bảng số liệu này, các bạn hiểu ý nghĩa của bảng số liệu này rồi đúng không? Thế thì đối với cái phương pháp giải thích này thì chúng ta để làm ấy, để làm được cái bài này thì chúng ta sẽ lập một cái bảng đúng không? Chúng ta sẽ lập một cái bảng. Thế còn cái việc mà chúng ta tính nó sẽ là một cái bảng. Đây đây là một chút thì thầy có cái ví dụ ra đây.
Đây. Thế thì để làm cái bài này thì cái này các bạn có thể xem ở trong trong sách giáo trình, nhưng mà tuy nhiên ở đây thì thầy nói lại để cho các bạn hình dung các bước làm. Thế thì để làm cái bài mà liên quan đến tính toán ghép sát của cái sơ đồ mà của cái hai dây chuyền chuyên môn hóa công nghiệp nhà ấy, thì từ cái số liệu ban đầu từ cái bảng này đúng không, chúng ta có là gì, cái số liệu dưới dạng bảng này người ta cho các cái giá trị nhịp ở tương ứng với từng dây chuyền, tương ứng ở từng phân đoạn đúng không. Cái này các bạn hiểu ý nghĩa rồi. Thế thì để làm theo phương pháp giải thích thì chúng ta sẽ làm một cái bảng, và cái bảng này ấy, thì nó sẽ bao gồm các cái cột như sau. Đầu tiên là gì, cái cột đầu tiên nó là việc các bạn điền các cái số phân đoạn gì, đúng không, điền các số phân đoạn gì. Cột tiếp theo là gì, các bạn lần lượt viết các cái giá trị nhịp của hai cái dây chuyền đơn liên tiếp nhau. Ví dụ đầu tiên thầy sẽ có là gì, dây chuyền một và dây chuyền hai. Ở đây chúng ta có tất cả bốn dây chuyền mà, thì đầu tiên là gì, thầy sẽ so sánh, thầy tính cái khoảng ghép sát giả định của hai cái dây chuyền một và hai, đúng không? Thầy sẽ có là gì, T1J và T2J, bằng cách là gì, các bạn viết lại các cái thông số T1J, đúng không? Tức là cái cột, là cái hàng một này này và hàng hai này này lần lượt vào vào cái cột 1 và cột 2 tương ứng với các cái nhịp T1J và T2J, tức là các cái thông số nhịp của dây chuyền 1 và dây chuyền 2 ở các phân đoạn khác nhau. Được chưa? Đấy, các bạn ghi lại. Thế sau khi ghi như thế thì chúng ta đã có được tất cả ba cái cột này, và ba cột này hoàn toàn chỉ là gì, ba cái thông số là các cái thông số chúng ta viết lại mà thôi. Các bạn có nhìn rõ cái hình để đây không nhỉ? Alo, alo. Có Được đây không? rồi đúng không? Thế thì ba cái cột này hoàn toàn chỉ là cái mà chúng ta chỉ viết viết lại thôi. Thì chúng ta có tất cả di này này, nó là 12 phân đoạn. Còn đây hoàn toàn là các cái thông số về nhịp của dây chuyền 1 và 2. Được chưa? Thế bây giờ bắt đầu chúng ta tính toán sang hai cái cột tiếp theo, cột 3. Thì nó là tổng của các cái nhịp đối với dây chuyền đầu tiên, nhưng được tính từ phân đoạn thứ hai trở đi. Được tính từ phân đoạn thứ hai trở đi. Tức là chúng ta tính T1 di, và chúng ta tính từ phân đoạn thứ hai đến cái phân đoạn di mà chúng ta đang xét. Ở đây nó là chữ là T1, T1 đấy, và được tính từ phân đoạn thứ hai đến phân đoạn di mà chúng ta đang xét. Bây giờ chúng ta có là đây là cột thứ ba. Được chưa? Thế thì cái tổng này rất dễ thôi đúng không? Chúng ta có là ví dụ là gì? Ở đây chúng ta có tương ứng với di bằng 1, thì ở đây là gì? Nó bằng 0, vì ở đây nó bắt đầu xuất phát từ số 2 mà. Không thể có chuyện là chúng ta cộng từ 2 này đến 1 được. Không, nên là chúng ta sẽ có cái số hàng đầu tiên tương ứng ở đây là bằng 0 này. Chưa? Thế sau đấy là gì? Chúng ta sẽ bắt đầu xuất phát từ cái số 0 này thôi, đúng không? Bắt đầu xuất phát từ cái hàng đầu tiên này, chúng ta sẽ có là gì? Được tính từ thứ hai trở đi mà đúng không? Chúng ta sẽ có là gì? Chúng ta cứ lấy 0 này cộng với cái giá trị 1 ở bên cạnh này này. Được không? Chúng ta lấy 0 này cộng 2 này, chúng ta được viết số bên cạnh tương ứng với cái phân đoạn mà chúng ta đang xét ở đấy. Ở cột 3 này là 2. Sau đấy lần lượt chúng ta cứ làm như thế thôi đúng không? Là sẽ có là gì? 2 cộng với 1, 3, 3, 3, 6. Về mặt lý thuyết ấy, thì không phải là như thế. Về mặt lý thuyết ấy, nó là được tính từ từ phân đoạn 2 đến phân đoạn gì mà chúng ta đang xét. Vậy thì tại gì mà bằng 2 thì nó sẽ chính là gì? Từ 2 đến 2. Vậy thì chúng ta có là gì? Ở đây chúng ta chỉ có một giá trị duy nhất của T1 là bằng 2 thôi. Đúng không? Vậy chúng ta điền ở đây là bằng 2. Nhưng mà khi mà đi thi ấy, rồi khi mà làm ấy, thì các bạn cứ lấy từ cái số từ cái hàng liền trước, các bạn cộng với cái giá trị T1 tại cái phân đoạn mà chúng ta đang xét đấy, thì chúng ta cộng tổng hai cái giá trị đấy lại. Ví dụ ở đây chúng ta tính cho phân đoạn 2 thì sẽ bằng là gì, 0 cộng 2 thì bằng 2. Sau đến cho phân đoạn 3 sẽ là gì, lấy cái giá trị ở đây này, 2 cộng 1 bằng 3. Nhưng kỳ thực ấy, nó sẽ là gì, cái số 3 ở đây này nó chính là bằng tổng từ phân đoạn 2 đến phân đoạn 3, thì nó sẽ bằng đúng ra cái số 3 này, nó sẽ chính bằng là gì, tổng của 2 cộng với 1 bằng 3, đúng không? Cái giá trị 3 này nó là bằng tổng của hai số này. Xong giá trị 6 ấy là nó bằng tổng của ba cái số này, hiểu ý không? Tại vì tính từ phân đoạn 2 này đến phân đoạn chúng ta xét mà, đúng không? Thế rồi số 8 này nó là tổng của 2 cộng 1 cộng 3 cộng 2, hiểu không? Nhưng một cách đơn giản chúng ta có thể lấy luôn cái tổng của cái cột 3 này, của cái hàng liền trước nó, chúng ta cộng được cái giá trị cột 1
ở cái phân đoạn mà chúng ta đang xét, đúng không? Thì thực ra là cái số số cái giá trị mà của cái hàng liền trước này là nó chính bằng tổng của các cái số liền trước rồi, nên là chúng ta hoàn toàn có thể tính một cách đơn giản là chúng ta lấy theo cái đường chéo như cái mũi tên, chiều mũi tên mà thầy Phan viết ở đây, đúng không? Thế thì làm theo nguyên tắc như thế thì chúng ta sẽ có được hết các cái giá trị của cái cột thứ ba, đúng không? Cho tất cả 12 phân đoạn, được chưa nhỉ? Ok, các bạn hiểu cái cách thức tính cái giá trị ở cột thứ ba chưa nhỉ? Dạ rồi ạ. Rồi, đúng không? Bây giờ chúng ta tính tiếp đến giá trị ở cột thứ tư. Cái cột thứ tư này thì ý nghĩa của nó là gì? Tổng của các nhịp từ phân đoạn đầu tiên đến cái phân đoạn liền trước phân đoạn chúng ta đang xét đối với dây chuyền thứ hai, đúng không? Thế thì tương tự như vậy thì thầy có là gì? Tại phân đoạn 1, vậy thì phân đoạn liền trước của phân đoạn 1 thì chính là gì? 1 trừ 1 là bằng 0. Đúng, mà chúng ta làm gì có phân đoạn bằng phân đoạn 0 đâu, đúng không? Nên là số đầu tiên này bao giờ cũng là bằng 0, được chưa? Thế thì cái cột thứ tư này này thì cách làm thì là gì? Nó là tính từ phân đoạn đầu tiên đến phân đoạn liền trước phân đoạn mà chúng ta đang xét, đúng không? Vậy thì giả sử là gì? Chúng ta cần tính cái giá trị ở cột 4 này đối với phân đoạn 2. Vậy thì phân đoạn liền trước phân đoạn 2 là phân đoạn 1, đúng không? Mà tính từ phân đoạn 1 đến phân đoạn liền trước, vậy là gì? Từ phân đoạn 1 đến phân đoạn là gì? 2 trừ 1. Tức là chúng ta lấy cái giá trị đấy nó chính là bằng 3. Chúng ta viết xuống đây. Hay theo một nguyên lý dễ tính toán hơn ấy, nó chính là gì? Chúng ta cộng ngang sang. Đúng không? Cái này chúng ta cộng chéo xuống, còn cái này chúng ta cộng ngang xuống. Đúng không? Tức là gì? 0 cộng 3 bằng 3 này, xong 3 cộng với 1 bằng 4 này. 4 cộng với 2 bằng 6 này. 6 cộng 1 bằng 7. Được chưa? Thế còn về nguyên lý là gì? Cái số 3 này này là bằng tổng của cái phân đoạn từ phân đoạn 1 đến phân đoạn liền trước phân đoạn chúng ta đang xét. Thế ví dụ bây giờ thầy có cái phân đoạn 4, thầy muốn tính cái giá trị ở cái cột 4 của phân đoạn 4 ấy. Muốn tính giá trị 6 này thì kỳ thực nó sẽ là gì? Từ phân đoạn 1 đến phân đoạn liền trước phân đoạn 4 là gì? Là phân đoạn 3. Vậy thì cái số 6 ở đây thầy viết này nó sẽ là gì? Tổng của 3 cộng 1 cộng 2, đúng không? Nhưng mà trong tính toán thì chúng ta có thể cộng ngang theo cái chiều mũi tên màu xanh mà thầy viết ở đây. Các bạn có hiểu cái nguyên tắc tính toán cho cái cột 4 này không nhỉ? Alo, alo. Được rồi, đúng không? Vâng ạ. Sau khi mà chúng ta có được hai giá trị 3 và 4 này rồi, đúng không? Thì chúng ta tính tiếp cái giá trị của cột 5. Cột 5 này nó chính là khoảng giả định. Nó khoảng giả định. Vì chúng ta đã giả thiết là gì? Nó ghép sát tới ạ tại phân đoạn đầu tiên. Nên là chúng ta có là gì? Cái O12 này có nghĩa là gì? Khoảng ghép sát giả định giữa phân đoạn 1, giữa dây chuyền 1 và dây chuyền 2. Thì chúng ta có cái này là O12. Và O12 này thì bằng hiệu của các giá trị tương ứng ở từng hàng của cột 4 trừ đi cột 3. Ví dụ thầy có tại phân đoạn 1 thì cái này bằng 0 thì rõ rồi, vì chúng ta đã giả định là ghép sát thế hạn tại phân đoạn 1 rồi, thì cái này bằng 0. Thế còn tại phân đoạn 2 thì nó sẽ chứng bằng là gì? Giá trị ở hàng thứ hai của cột 4 trừ đi cột 3 chính là bằng gì? 3 trừ 2 và bằng dương 1. Đúng nhỉ? Các bạn cứ viết hẳn chữ dương 1 vào đây. Này nhá. Đúng không? Sau đấy là gì? Tương tự như vậy, thầy có là gì? Ví dụ như tại phân đoạn 3 này, thì thầy có là gì? Phân đoạn 4, đúng không? Tức là ở cái hàng 4 này, thì thầy sẽ có là gì? Cái số 5 này chính bằng hiệu của 4 trừ đi 3, chính là bằng 6 trừ 6, bằng 0. Được chưa? Thế rồi, tại phân đoạn 5, thì bằng hiệu của 4 trừ đi 3, thì bằng 7 trừ đi 8, thì các bạn viết hàm chữ âm 1 vào đây. Bằng dương các bạn viết dương, âm các bạn viết âm. Được chưa? Thế thì sau khi các bạn nhìn thấy ở trên này thì các bạn thấy rằng là gì? Tại phân đoạn 1 thì nó là ghép sát thế hạn thì nó có khoảng ghép sát bằng 0 rồi. Thế còn tại phân đoạn 2 thì nó bằng dương 1. Vậy có nghĩa là gì? Có nghĩa là dây chuyền 1 đã kết thúc. Tại phân đoạn 2 thì cái điểm dây chuyền 1 đã kết thúc. Sau đấy 1 ngày thì dây chuyền thứ 2 nó mới bắt đầu. Đúng nhỉ? Hay nói cách khác là gì? Chúng ta có một cái khoảng gọi là khoảng nghỉ đấy. Hay là cái khoảng gọi là gián đoạn đấy là bằng 1 ngày. Đúng không? Thế còn cái giá trị âm 1 này thì có nghĩa là gì?
có nghĩa là dây chuyền thứ nhất đang còn phải tại phân đoạn 5 này này, dây chuyền thứ nhất đang còn cần phải một ngày nữa nó mới kết thúc, thì dây chuyền thứ hai nó đã vào rồi, đúng nhỉ? Hay nói cách khác là gì, tại phân đoạn 5 này này nó xảy ra cái hiện tượng là gì, chồng chéo, được chưa nhỉ? Các bạn có hiểu cái ý nghĩa của cộng 1 không và trừ 1 không? Được, có ạ. Rồi, đúng không? Thế thì bây giờ các bạn thấy rằng là gì? Sau khi mà chúng ta tính được cái hiệu của cái cột 5 này rồi nhé, thế nó sẽ tồn tại những cái hàng mà có giá trị bằng 0, tức là tại cái phân đoạn đấy đã ghép sát thời hạn. Có những hàng thì nó là dương 1, tức là nó ở đấy nó có một cái gián đoạn là dương 1, thì nó không vẫn không vấn đề gì, đúng không? Nhưng có những hàng nó bằng âm 1, bằng âm 2 hoặc thậm chí âm 3, nhiều hơn nữa, nhưng nó là giá trị âm. Thì có nghĩa rằng là gì? Tại những cái phân đoạn đấy nó đang bị chồng chéo. Vậy thì để tránh chồng chéo, chúng ta phải biến cái âm 1 này thành ít nhất là bằng gì? Bằng 0. Đúng nhỉ? Các bạn có hiểu ý chỗ này thế nào không nhỉ? Dạ có ạ. Hiểu rồi đúng không? Thế thì bây giờ sau khi mà chúng ta tính ra được các cái giá trị ở các cái hàng này rồi, tương ứng ở cột 5, đúng không? Chúng ta tìm xem là cái giá trị âm nào là lớn nhất. Hay nói cách khác là gì? Chúng ta tìm cái giá trị âm nào lớn nhất. Ví dụ như ở đây mà tồn tại là âm 1 này, âm 2 này. Vậy thì giá trị âm lớn nhất ở đây nó sẽ là bao nhiêu? Là 2 ạ? Là 2 đúng không? Nhưng mà các bạn biết cho thầy ở đây nó là gì? Trị tuyệt đối của âm 2. Hiểu ý không nào? Tại sao chúng ta lại phải viết như thế? Ở đây chúng ta ghi là mắc của cái giá trị, những cái giá trị ghép sát giả định mà đạt giá trị là âm, đúng không? Đạt giá trị là âm. Thế ví dụ như ở đây là gì? Giá trị lớn nhất trong tất cả các hàng này mà có khoảng ghép sát giả định là âm ấy, nó là âm 1, đúng không? Vậy thì để khử được cái âm 1 này ấy, thì chúng ta phải, có nghĩa rằng là gì? Chúng ta phải cộng vào các giá trị âm 1 này một cái giá trị là gì? Dương 1, đúng không? Để cho các giá trị âm 1 này nó biến hết thành bằng 0. Thế thì khi mà chúng ta cộng dương 1 đấy vào thì chúng ta phải cộng hết cho tất cả các hàng. Thế thì để khử các cái giá trị âm 1 ở đây ấy, thì chúng ta sẽ cộng tất cả các hàng này vào là bằng 1. Hay nói cách khác là gì? Chúng ta dịch cái dây chuyền thứ hai sang so với cái vị trí ghép sát tại phân đoạn đầu tiên đấy một khoảng là gì? 1 ngày. Các bạn có hiểu ý để nói chỗ này không nhỉ? Có ạ. Có. Đây nhé. Cái bước đầu tiên là gì? Chúng ta đang giả định là cái dây chuyền thứ hai chúng ta sẽ cho nó ghép sát tới hạn tại phân đoạn 1, đúng không? Thế thì chúng ta giả định như thế, chúng ta tính ra được các cái khoảng ghép sát giả định tại các cái phân đoạn còn lại là các cái giá trị như ở trên bảng đây, đúng không? Hay nói cách khác là gì? Khi mà chúng ta ghép sát phân đoạn dây chuyền thứ hai tới hạn tại phân đoạn 1 với dây chuyền đầu tiên thì nó sẽ xảy ra hiện tượng là gì? Tại phân đoạn 5 và phân đoạn 8 thì xảy ra hiện tượng chồng chéo, đúng không? Và chồng chéo ở đây là bị chồng chéo 1 ngày, đúng chưa nhỉ? Vậy thì để tránh cho hiện tượng chồng chéo tại phân đoạn 5 và phân đoạn 8 một ngày như thế thì chúng ta phải dịch cái dây chuyền thứ hai sang bên phải 1 ngày so với cái vị trí giả định ban đầu, ok chưa nhỉ? Thì mới không xảy ra cái hiện tượng chồng chéo tại phân đoạn 5 và phân đoạn 8. Và khi mà chúng ta dịch như thế thì cái phân đoạn đầu tiên lúc này là gì? Dây chuyền cái số 0 này nó sẽ biến thành là gì? Số 0 này nó sẽ biến thành gì? 1. Thành dương 1, đúng không? Và cái dương 1 đấy có nghĩa là gì? Có nghĩa là lúc này vị trí để không xảy ra chồng chéo tại bất kỳ phân đoạn nào giữa dây chuyền 1 và 2 đó là gì? Dây chuyền 2 sẽ bắt đầu sau khi dây chuyền 1 kết thúc ở trên phân đoạn 1 một ngày. Ok chưa nhỉ? Vâng. Rồi, thế thì lúc đấy thầy cộng 1 tiếp vào đây thì tức có nghĩa là gì? Tại phân đoạn 2, dây chuyền 1 và 2 cách nhau bao nhiêu ngày? Bị gián đoạn cái khoảng gián đoạn đấy là bao nhiêu ngày? 2 ngày. 2 ngày, đúng nhỉ? Tương tự như vậy, đây cũng 2 ngày. Đây sẽ thành mấy ngày? 1 ngày. Rồi đấy. Thế thì sau khi mà chúng ta xác định ra được cái âm này này, chúng ta tìm được giá trị mắc như thế đúng không? Thì chúng ta, điều đấy có nghĩa là gì? Chúng ta phải dịch tối thiểu sang bên phải
so với cái vị trí giả trị giả định trước đó là chính là bằng cái giá trị bắc của âm không đấy, đúng không? Đây các bạn nhìn thấy ở đây, sau khi mà các bạn tính ra được như thế đúng không, thì các bạn sẽ vẽ được ở đây đúng không, thì thấy thấy có vị trí ban đầu là gì, vị trí ban đầu là nếu mà như ban đầu ấy thì tức là chúng ta giả thiết là cái dây chuyền số 2 này, này nó ghép sát tới hạn tại dây chuyền số 1, tức là tại tại cái điểm này luôn đúng không, tức là ở đây nó bằng không đúng chưa. Nhưng mà sau khi chúng ta tính như ở trên ấy, chúng ta phải cộng 1 vào đúng không, vậy thì lúc này nó sẽ thành ở đây này, các bạn nhìn thấy là gì, dây chuyền số 1 này kết thúc thì chúng ta có sau đấy một ngày thì dây chuyền số 2 bắt đầu đúng không. Ở đây chúng ta có là gì, tại phân đoạn 2 thì cái này nó biến thành cộng 2, nó sẽ tương ứng với ở đây gián đoạn nó là bao nhiêu ngày, đó chính là 2 ngày đó. Thế rồi phân đoạn 3 ở đây sau khi chúng ta điều chỉnh là gì, thành cộng 2, nó sẽ tương ứng ở đây là gì, 2 ngày. Ok chưa nhỉ. Thế còn bây giờ chúng ta thử nhìn xem ở phân đoạn 5 hay phân đoạn 5 nó bằng âm 1, bây giờ chúng ta điều chỉnh dịch sang bên phải 1 ngày thì cái này nó biến thành bao nhiêu? Không, biến thành không đúng không? Bây giờ chúng ta nhìn sau khi điều chỉnh xem. Đây. Thế là sau khi điều chỉnh chúng ta sẽ có là gì? Cái này nó bằng không hay nói cách khác là gì? Nó ghép sát tới hạn tại phân đoạn 5. Đúng nhỉ? Có nghĩa rằng là gì? Dây chuyền số 1 vừa làm xong thì dây chuyền số 2 bắt đầu vào làm tại phân đoạn 5. Tương tự như vậy ở phân đoạn 8, sau khi chúng ta dịch sang bên phải 1 ngày thì cái này nó biến thành bao nhiêu? Nó biến thành không, đúng nhỉ? Biến thành không, hay nói cách khác là gì? Tại cái phân đoạn 8 này chúng ta cũng có ghép sát tới hạn của dây chuyền 1 và dây chuyền 2. Tức là dây chuyền 1 vừa mới kết thúc thì dây chuyền 2 bắt đầu luôn tại phân đoạn 8. Ok chưa nhỉ? Hiểu cái chỗ tính toán khoảng ghép sát giả định chưa nhỉ? Rồi ạ. Ok đúng không? Một cách tương tự chúng ta làm cho các dây chuyền 3 và 4 đúng không? Thế thì bây giờ dây chuyền đến dây chuyền 3 đúng không? Đến dây chuyền 3 thì chúng ta lại so là gì? Giữa 3 và 2 đúng không? Thế sau khi chúng ta so giữa 3 và 2 xong, chúng ta tính được khoảng ghép sát giả định giữa dây chuyền 2 và 3 xong rồi, chúng ta có được các giá trị ô xong rồi, chúng ta xem cái nào âm nhất đúng không? Chúng ta điều chỉnh, chúng ta dịch chính bằng khoảng giá trị âm đấy. Ví dụ như ở đây thì trong sách đấy các bạn đã tính rồi đúng không? Người sách người ta cũng tính rồi. Thì chúng ta có cái ô 23 này này, đúng không? Tức là cái khoảng giả định giữa dây chuyền 2 và dây chuyền 3. Đúng chưa nhỉ? Ở đây thì đấy có như này, thì đấy có đây này. Đúng không? Âm 1 tại phân đoạn 5 này, âm 1 tại phân đoạn 6 này, âm 1 tại phân đoạn 8 này. Vậy thì bây giờ thầy sẽ điều chỉnh nó như thế nào? Thầy sẽ dịch nó sang bên phải. Dịch cái dây chuyền 2 đấy sang bên phải là gì? Một ngày, đúng chưa nhỉ? Để cho thầy biến tất cả các cái giá trị âm này này thành bằng không, đúng chưa nhỉ? Được chưa? Tương tự như vậy, sau khi thầy điều chỉnh xong xuôi cái dây chuyền 3 rồi thì thầy lại so giữa dây chuyền 3 và dây chuyền 4, được chưa? So giữa dây chuyền 3 và dây chuyền 4 thì thầy cũng tính ra được là gì? Cái khoảng ghép sát giả định của dây chuyền 3 và dây chuyền 4 là O34 ở đây. Nhưng mà ví dụ như ở đây thì có O34 ở đây ấy, khoảng ghép sát giả định nó có một cái khoảng là gì? Tại phân đoạn 2, à phân đoạn 8. Tại phân đoạn 8 là âm 2. Được chưa? Tại phân đoạn 8 nó là âm 2. Đúng không? Có nghĩa rằng là gì? Nếu mà chúng ta ghép sát tới giả định ghép sát tới hạn tại phân đoạn đầu tiên giữa dây chuyền 3 và dây chuyền 4 thì phân đoạn tại phân đoạn 8 ấy nó sẽ bị chồng chéo mất 2 ngày. Đúng nhỉ? Vậy để khử được cái số được cái âm này ấy, thì chúng ta phải lấy giá trị mắc, và chúng ta lấy giá trị ở đây là gì? 1 hay là 2? Theo các bạn 2 đúng không? Tức là chúng ta phải lấy giá trị mắc trị tuyệt đối của cái âm đấy. Vì nếu mà chúng ta lấy 1 ấy, thì lúc này cái này chúng ta tại phân đoạn 8 chúng ta vẫn bị chồng chéo là mấy ngày? Chúng ta vẫn bị chồng chéo là âm 1 ngày. Đúng nhỉ? Đấy, nên lúc đấy chúng ta sẽ là gì? Cộng 2 ngày vào. Được chưa? Thế thì khi mà cộng 2 vào đấy ấy, thì ở đây ví dụ khi mà cộng 2 vào rồi nhá, thì sẽ có là gì? Lúc này giữa phân đoạn dây chuyền 3 và dây chuyền 4 ấy, thì cái khoảng ghép sát nó không còn là ghép sát thế hạn bằng 0 nữa, mà lúc này nó khoảng ghép sát nó sẽ chính bằng gì? 0 cộng với 2 và bằng 2. Thế thì các bạn nhìn thấy ở cái biểu đồ dưới đây của này. Đấy.
đúng không? Thì thầy sẽ có là gì? Ở giữa dây chuyền 3 và dây chuyền 4 lúc này nó không ghép sát dài hạn tới hạn tại phân đoạn đầu tiên như giả định nữa, mà cái khoảng ghép sát lúc này của thầy ở đây nó là gì? Nó là 2 ngày rồi, như nhỉ? Và tại phân đoạn 8 lúc này của thầy là gì? Nó bằng là gì? Âm 2 cộng 2, và nó sẽ thành bằng 0, tức là nó ghép sát tới hạn tại phân đoạn 8. Ok chưa nhỉ? Hiểu bản chất của cái bài này chưa nhỉ? Rồi ạ. Ok rồi, đúng không? Thế thì sau khi mà các bạn làm theo cái phương pháp giải thích theo cái bảng này rồi ấy, thì các bạn vẽ lại biểu đồ tiến độ, đúng không? Biểu đồ tiến độ sau khi mà các bạn đã điều chỉnh cộng thêm cái giá trị mắc của các giá trị âm tấn đoạn giả định, đúng không? Thì các bạn vẽ được lại biểu đồ và cứ thế áp dụng thôi, đúng không? Ví dụ như sau khi có vẽ T1 này xong rồi, đúng không? Vẽ T1 này xong rồi thì bắt đầu là gì? Vẽ T2 bằng cách là gì? Cứ cộng thêm các cái ngày gián đoạn vào đây, đúng không? Và vẽ lại theo đúng nhịp thể hiện giống như trên cái biểu đồ này thôi. Và tương ứng với từng phân đoạn thì các bạn vẽ cái khoảng gián đoạn ra, các bạn tô cái khoảng gián đoạn giống như người ta vẽ ở đây này, được chưa? Thế thì sau khi mà chúng ta có được cái biểu đồ tiến độ như này rồi thì các bạn sẽ có được thời hạn, xác định thời hạn. Thường thì với cái dạng bài này người ta sẽ hỏi luôn các bạn, nó là xác định thời hạn thi công. Thời hạn thi công ở đây nó chính là gì? Khoảng thời hạn từ cái điểm bắt đầu của dây chuyền đầu tiên đến điểm kết thúc của dây chuyền cuối cùng. Thì các bạn có thể làm một cách thủ công, đó là gì? Các bạn đếm cái số ngày này thôi, đúng không? Nó là cách làm. Còn cách các bạn có thể kiểm tra lại bằng cách là gì? Áp dụng hai công thức 1 và 2. Đấy, 1 và 2 như một và hai mà như thầy cho mình đã trao đổi ở trên này, đúng không? Thì chúng ta tính thời hạn của cái dây chuyền đấy có hai cách. Một là các bạn có thể đếm, đúng không? Hai là các bạn có thể kiểm tra. Giữa việc đếm đấy với kiểm tra bằng cách là gì? Áp dụng hai công thức như cái thầy vừa nêu đấy, đúng không? Công thức 1 và 2, được chưa nhỉ? Thế thì đó là cái phương pháp tính toán khoảng ghép sát của dây chuyền chuyên môn hóa không nhịp nhàng. Phương pháp đầu tiên đó là phương pháp giải thích. Ok nhỉ? Phương pháp giải thích này các bạn có thắc mắc hay là cần gì không nhỉ? Dạ không ạ. Không vấn đề gì, đúng không? Có thấy dễ hiểu hơn một chút so với cái mấy cái mớ sigma với các thứ mà lằng nhằng trước đây không? Dạ có ạ. Dễ hiểu hơn gì, đúng không? Ví dụ thì sẽ thấy dễ hiểu hơn, đúng không? Rồi thôi, hôm nay chúng ta cũng hết giờ rồi, chúng ta kết thúc ở đây thôi. Còn buổi hôm sau thì thầy cho mình sẽ giải quyết nốt hai cái phương pháp còn lại và một số nội dung liên quan đến dây chuyền. Thời gian còn lại nếu mà còn dư thì thầy cho mình sẽ làm bài kiểm tra bước kỳ. Còn nếu mà trong trường hợp chúng ta giải quyết chưa dứt điểm ở lý thuyết thì mình sẽ có một phương án khác để lấy bài giữa kỳ, có thể là chờ đến lúc chúng ta đi học phụ đạo mình làm bài kiểm tra giữa kỳ. Còn nếu không nữa thì mình sẽ làm một bài kiểm tra giữa kỳ theo một cái hình thức khác thì thầy sẽ báo cho lớp trưởng sau nhé. Nếu mà hôm nay các bạn không có thắc mắc gì nữa thì bài hôm nay chúng ta kết thúc ở đây thôi. Thầy ơi. Hey. Thầy cho em xem slide số 60 vậy ạ. Số 60. Rồi. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Là sao? Cảm ơn cái gì? Tức là bạn chỉ cần mỗi xem slide này thôi hay là làm cái gì? Dạ vâng, em xem cái công thức thôi ạ. Ừ. Lưu ý cho thầy là khi mà các bạn làm theo phương pháp giải thích ấy, thì các bạn phải lấy giá trị mắc, trị tuyệt đối của các giá trị âm nhé. Nó ví dụ như so sánh giữa âm 1, âm 2, âm 3 thì lúc đấy các bạn sẽ lấy ra gì? Các bạn sẽ phải dịch sang bên phải là gì? 3 ngày. Hiểu ý không nhỉ? Ừ. Chứ không phải là ví dụ so giữa âm 1 với âm 2, âm 3 thì tất nhiên là giá trị mắc giữa ba cái số âm đấy nó sẽ bằng là âm 1. Nhưng ở đây là chúng ta so là so mắc của trị tuyệt đối cái giá trị âm đấy. Yeah. Ok nhỉ? Không có mắc gì, chúng ta nghỉ ở đây thôi.